Lời cảm ơn tới ban tổ chức chương trình, cảm ơn tới thầy Trần Hiệp Bậc cũng như tất cả các anh chị đã cho những cơ hội để đến đây chia sẻ về một cái chủ đề sức khỏe. Vậy thì chắc chắn rằng tất cả những người mà đang ngồi ở đây thì nó sẽ có hai lý do. Một, ở đây là vì mong muốn có sức khỏe đúng không ạ? Thứ hai nữa là mong muốn đóng góp một cái phần nào đó của mình, là đi chia sẻ hay là đi giúp đỡ người thân hay là những người bạn bè trong gia đình mình có được sức khỏe cũng đã nha. Vậy thì cho chúng ta một tràng pháo tay đi. Thì vừa đấy ở ban ngày Bình Thuận mới vào chiều hôm nay, và chắc hẳn trong thời gian gần đây thì mưa bão rất là lớn đúng cả nha, và đặc biệt bây giờ hiện tại bây giờ trong cái tuần vừa rồi thì ở miền Bắc có một cái trận bão số 3, sau đó thì kéo theo hậu quả là mưa kéo dài gây gọi là sạt lở, gây lũ quét và thiệt hại rất là nhiều về tài sản về con người. Và bây giờ thì cả nước đang tập trung hướng về miền Bắc. Và ngay lúc này xin chúng ta có một phút gọi là chia sẻ tưởng nhớ và tri ân những người tưởng nhớ tới những người mà không không may mà xấu số đã không qua khỏi trong cái trận bão vừa rồi. Và có phải là ở đây cho chúng ta thấy rằng đó là chữa bệnh với phòng bệnh thì cái nào quan trọng ở nhà? Phòng đúng ạ, giống như vì sao họ nói là phòng đúng, phòng chống lũ quét đúng ạ, mình phòng rồi đấy, biết là phòng rồi đấy, nhưng mà vẫn cũng vẫn điều gì xảy ra mình không thể biết đúng ạ nha. Vậy thì dòng sao đi chăng nữa thì mình từ một cái câu chuyện như vậy thì gửi gửi tới một cái thông điệp, đó là phòng bệnh thì luôn luôn đó là tốt hơn chữa bệnh. Và đó chính là chủ đề của buổi tối ngày hôm nay, đó là chủ đề sức khỏe và hệ miễn dịch đấy. Nghĩa cũng quên giới thiệu, nhưng mà chắc chắn ở trong này thì đa phần là mọi người đã biết hết đúng không, nhưng mà vẫn còn ở đâu đó một số anh chị qua Zoom hoặc Facebook chưa biết. Nghĩa xin giới thiệu, đó là Nghĩa, tên đầy đủ là Nguyễn Duy Nghĩa. Hôm nay MC có giới thiệu Nghĩa là bác sĩ. Nhưng mà cái đó cũng là một cái hạn chế của Nghĩa. Nếu như mà giới thiệu với bác sĩ thì Nghĩa là cơ hội cuối cùng mà để Nghĩa chia sẻ dinh dưỡng ấy, chia sẻ sản phẩm dinh dưỡng nó bị hạn chế đi, là bởi vì do những cái do những cái quy định nhá. Thế thì Nghĩa là một chuyên gia dinh dưỡng thì không phải là bác sĩ nhá. Và trước đây Nghĩa làm công tác trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu và nội khoa được 20 năm, tham gia được 20 năm cả nhà. Và trong những cái quá trình làm việc như vậy thì Nghĩa đã trải qua nhiều cái đợt dịch, giống như vừa rồi cái đợt dịch Covid chẳng hạn, Nghĩa có tham gia hoặc là điều trị kháng điều trị, và cũng đã biết rằng đó là cái vai trò của hệ miễn dịch cực kỳ là quan trọng. Và đặc biệt đó là cái hệ miễn dịch thì cũng tương đương giống như kiểu mà cái bệnh mà chúng ta cần phải phòng bệnh nha, phòng bệnh quan trọng ha. Và tất cả mọi người cũng biết được điều đó đúng không ạ? Nhưng mà có nói là phòng bệnh đúng hơn chữa bệnh, nhưng mà phòng bằng cách nào, phòng như thế nào thì cả nhà đâu có để đúng không ạ? Và tới ngày hôm nay thì Nghĩa sẽ chia sẻ cả nhà ha. Và cái giá trị chúng ta hướng đến, tất cả mọi người tỷ dân trên thế giới hướng đến, đó là sức khỏe và hạnh phúc đúng không ạ? Có ai mà không biết điều này không ạ? Có ai không biết điều này không? Chắc chắn là có luôn, là tại bởi vì cách đây khoảng 7 năm về trước, lúc đó Nghĩa là khoảng 38 tuổi nha. 38 tuổi Nghĩa chưa biết điều này. Và Nghĩa nghĩ rằng đó là có tiền là hạnh phúc, tiền mới hạnh phúc chứ không phải là sức khỏe mà hạnh phúc. Và đến khi mà sức khỏe không còn, có vấn đề về sức khỏe, không phải bản thân mà cả gia đình của mình có vấn đề sức khỏe, lúc đó mới ngộ ra là sức khỏe thì mới hạnh phúc, thì không phải tiền, không phải tài sản cả nhà. Giống như vừa rồi những cái trận đổ quét hoặc là những cái trận bão như vậy thì cả nhà nó là tiền là hạnh phúc hay sức khỏe hạnh phúc luôn? Dĩ nhiên là có sức khỏe là chắc chắn hạnh phúc rồi, nhưng mà có tiền là hạnh phúc hơn đúng không ạ? À, đây thì cái chủ đề của ngày hôm nay là sức khỏe và hạnh phúc. Về sức khỏe thì có nhiều cái liên quan đến sức khỏe, nhưng mà ở trong này có một
cái chủ đề đó là hệ miễn dịch. Thế cả nhà nghĩ rằng nó miễn dịch là như thế nào ạ? Ai có thể biết được miễn dịch như thế nào không ạ? Miễn dịch là như thế nào ạ? Mình tưởng tượng đi ạ. Ví dụ cả cái tất cả quốc gia trên thế giới này thì mỗi quốc gia đều có một hệ miễn dịch. Đó là hệ thống quốc phòng đúng không ạ? Hệ thống quốc phòng đó là công an và bộ đội. Đúng không? Cái người trong cái công an và bộ đội đó nó có cái gì ạ? Có tình báo đó, đó là hệ thống phòng, hệ thống để bảo vệ an ninh của quốc gia. Vậy thì trong cơ thể của chúng ta như vậy đấy cả nhà, nó cũng có đó là gì ạ? Hệ miễn dịch. Vậy thì chúng ta đã biết được cơ thể của chúng ta gồm những cái hệ gì đúng không ạ? Gồm những cái hệ gì? Đây cơ thể của chúng ta đây nha, rồi cấu tạo của cơ thể để chúng ta biết được làm sao chúng ta khỏe mạnh này, làm sao chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta phải hiểu cơ thể của chúng ta. Đây là cơ thể của chúng ta gồm có này, cái này thì nghĩa sẽ nhắc đi nhắc lại trong tất cả những chủ đề của nghĩa chia sẻ, nghĩa đều chia sẻ này đây để làm sao ạ, để cho chúng ta mình nhớ, và là khi mình nhớ được hết thì chúng ta mới có thể đi chia sẻ cho người khác mới rõ ràng được đúng không ạ. Vậy thì cái hệ đầu tiên đó là hệ tuần hoàn, nó gọi là hệ hệ tinh, nó gọi là hệ tuần hoàn. Thì nó có cái vai trò là cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho cái cơ thể, toàn tất cả các tế bào cơ thể là nhờ cái hệ này, hệ dẫn đường đấy. Thứ hai là cái hệ mà hệ thần kinh nhá, hệ thần kinh là một trong những cái hệ mà cao nhất điều khiển mọi hoạt động của cơ thể mình. Nếu như tất cả các cái hệ này hoạt động bình thường nhưng mà hệ này không hoạt động thì bằng không. Hôm nay bạn chính Tuyên bạn có chia sẻ cái bệnh của bạn, liền tôi dưới điện nói là bạn này bị bệnh vào hệ thần kinh, bạn này đang bị bệnh hệ thần kinh cho nên nó không điều khiển được, tức là biết đó nhưng mà không làm gì được đúng không ạ. Đó là hệ này cực kỳ quan trọng, nó là hệ thần kinh là có một cái tổ chức trung ương của cơ thể, nó giống như là quốc gia này thì bộ tổ chức ngoài trung ương ấy, chính phủ và đảng và chính phủ, hệ thần kinh này nó y như vậy. Hệ thứ ba đó là hệ hô hấp, đó là trao đổi oxy, để nuôi các tế bào. Vậy thì người ta nói rằng giữa cái sống và cái chết nó chỉ cách nhau đúng một hơi thở. Vậy thì cái hệ này hệ quan trọng không ạ? Cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Tiếp theo đó là hệ bài tiết. Hệ bài tiết là giúp cho thanh lọc, loại bỏ chất độc trong cơ thể. Hôm nay có chị Linh đó, chị có nhắc tới là chỉ thải độc hả, đúng không? Thì có cái phương pháp thải độc nào chị Linh chia sẻ nha. Rồi cái hệ thứ ba là hệ một hai ba bốn năm, hệ thứ năm là hệ tiêu hóa. Đó là họ lựa chọn hấp thu, khi mà mình ăn vào mình đưa những cái thực phẩm vào cơ thể, kể cả nước uống không, cơ thể nó chọn lọc, những cái chất dinh dưỡng để phục vụ cho các tế bào, nuôi dưỡng các tế bào, còn lại những cái nào không sử dụng được thì cái này bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu và đường phân đó. Hệ thống nội tiết, đó là một cái dạng hệ thống hóc môn trong cơ thể đó. Để điều khiển tất cả mọi cái chuyển hóa một chức năng trong cơ thể con người cực kỳ quan trọng các bạn nha. Tiếp theo đó là hệ xương khớp, hệ thống sinh sản. Rồi ở đây có một cái hệ mà tối ngày hôm nay chúng ta cảm nhận được cái hệ gì mà bác cảm nhận đó, cái gì cái miễn dịch. Tất cả những hệ thống này đều hoạt động, đều chạy nhưng mà không có cái ông bảo vệ thì sao ạ? Thì bị bệnh đúng không ạ? Vậy thì cái này là cái hệ thống phòng vệ, nó là một cơ quan phòng thủ bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm bệnh, khỏi bị bệnh, quan trọng cả nha. Đấy, ok, cho chúng ta một trăm con tay xây một trăm con hệ thần kinh đó. Cái này mình nghĩa đã nói hệ thần kinh là một trong những cái hàng rào hay là cái cánh cửa cái nhà của mình nhá, thì cái quan trọng nhất là cái gì ạ? Cái cửa đúng không? Cái nhà nó to nhưng mà không có cửa thì nó ăn trộm, nó vào lúc nào nó lấy vơ vét nó không biết đúng không ạ? Là cả một quốc gia thì đó là hệ thống an ninh quốc phòng, cái nhà thì là cái cửa đúng không ạ? Và cơ thể của chúng ta thì nó là gì? Hệ gì nói vậy thì ở trong này chúng ta hiểu về cơ thể của chúng ta này, cái hệ miễn dịch nó bảo vệ này, nó bảo vệ hơn 60.000 tỷ tế bào, nó bảo vệ hơn 50.000 enzyme và nó bảo vệ cả cái vi sinh vật trong cơ thể của chúng ta. Và cái sự sống của chúng ta là quyết định bởi những cái này, và bây giờ nó là cơ quan bảo vệ.
Vậy thì nó là cấp thiết, cấp bách và cần phải được đề cao nhất, đúng là nha. Đấy, khi hệ miễn dịch hoạt động tốt thì kháng lại tất cả mọi loại bệnh tật trong cơ thể. Đây là cái hình tế bào cơ thể cắt nhỏ ra, cắt đôi ra. Cái hình này, cái hình tế bào 60.000 tỷ tế bào, thì đây là một trong những cái nền tảng của sức khỏe ha. Rồi, qua. Đấy, vậy thì tối hôm nay chúng ta phải hiểu về hệ miễn dịch này và các cái dấu hiệu nhận biết về hệ miễn dịch, về suy giảm miễn dịch. Thứ ba là giải pháp tăng cường sức đề kháng về miễn dịch nha. Đó. Đây, hiểu về hệ miễn dịch trên mạng nhiều lắm, cả nhà về gõ đi, nhưng mà cái này là nghĩa gọi là đưa ra cái thông tin mà gọi là ngắn gọn nhất để chúng ta dễ hiểu. Nó là một cái tổng hợp các cơ chế sinh học nhằm để đảm bảo sự toàn vẹn của cơ thể bằng cách là loại bỏ ra những cái hay còn gọi là độc tố, loại bỏ ra những cái thành phần gọi là có hại đối với cơ thể, sống dẫn vào cơ thể. Mà sau đó là gì ạ? Loại bỏ ra những cái thành phần bị hư hỏng hoặc các thành phần xâm dẫn vào cơ thể, có nghĩa là virus, vi khuẩn, các cái mầm mống gây bệnh ha, vào cơ thể thì hệ miễn dịch là anh là anh bảo vệ và bỏ ra hai. Vậy thì hệ miễn dịch nó sẽ có hai hình thức, đúng không ạ? Hai cái hệ gọi là một cái hệ miễn dịch này còn gọi là miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu ha. Cái miễn dịch đặc hiệu có nghĩa là sau này sinh ra, còn cái đầu tiên là miễn dịch tự nhiên á, gọi là miễn dịch không đặc hiệu á, có nghĩa là khi mỗi cơ thể chúng ta sinh ra đã có rồi, có nghĩa là bố mẹ mình đã khi sinh ra thì đã cho mình cái cơ chế gọi là miễn dịch này rồi. Ví dụ như là đã không phù hợp với kháng nguyên, ví dụ như thế này, có một cái gì kích thích ở trên da của mình gây ngứa, có anh chị nào đã bị ngứa chưa? Có rồi, đúng không ạ? Khi mà cái tác nhân xâm lấn vào cơ thể của mình gây kích thích cái da, thì cái da mặt ngay lập tức đó là ngứa và đỏ lên, thì cái đó gọi là miễn dịch không phù hợp với kháng nguyên. Thứ hai là gì ạ? Ho hắt hơi sổ mũi, cả chị đi qua nghe hút thuốc á, nó có cái mùi á, nó phát cũng trở lại, gọi là hắt xì hơi sổ mũi, hoặc lấy ra ngoài trời lạnh mà anh nào thì viêm mũi dị ứng á, thì cái đó gọi là miễn dịch không đặc hiệu, có nghĩa là có ngay lập tức, đáp ứng ngay lập tức. Rồi có một số người mà ăn uống gì đó nó dị ứng lên cơ thể đấy ngay lập tức, được chưa? Đó, và không, cái này là không có bị nhớ miễn dịch, có nghĩa là nó không tồn tại. Tôi còn cái này thì là gặp lúc nào thì là cơ thể phản ứng lúc đó, nó không ghi nhớ lại. Nhà hiểu như vậy nha. Vậy cái này cực kỳ quan trọng, đúng là nha, rất quan trọng, bởi vì nó là tự nhiên trong cơ thể mình sinh ra. Cái miễn dịch thứ hai gọi là miễn dịch mà có thu được, hay còn gọi là miễn dịch thụ động, thì cái này thì chúng ta hay gặp đó là đáp ứng phụ thuộc vào kháng nguyên nha, dư dông nạp kháng nguyên ha. Vậy thì cái này nó phải, cái này hồi nãy là đáp ứng ngay lập tức, nhưng mà cái này nó phải cần phải có thời gian để nó hình thành. Ví dụ như là, ví dụ này, một cái người á mà tiếp xúc với HIV, đúng là nha, khi tiếp xúc với HIV không có lây bệnh liền, nhưng mà sau đó cái con virus HIV nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, nó tạo ra thể, thì nó phải có thời gian, đó là bao nhiêu tháng, 3 tháng hoặc là 6 tháng gì đó, cơ thể tạo ra một cái kháng thể, thì nó phải đi xét nghiệm nó mới là dương tính, hoặc là viêm gan siêu vi B, hoặc là virus corona vừa rồi chẳng hạn, đúng không ạ? Đây gọi là miễn dịch thu được, hay còn gọi là miễn dịch thụ động. Hoặc là bây giờ chúng ta có một cái mà chúng ta bây giờ đang làm dùng, nó là gì cả nha? Tiêm vaccine, đúng không ạ? Tiêm vaccine là miễn dịch thu được, có nghĩa là tạo một cái con vi khuẩn virus gì đó bất hoạt, lâm hoạt, tiêm vào cơ thể kích thích hệ thống miễn dịch của chúng ta, tạo ra cái kháng thể, và cái này có thể là ghi nhớ hoặc là có thể là không có ghi nhớ. Một số bệnh thì có ghi nhớ, ví dụ như bệnh quay bì chẳng hạn là ghi nhớ, bệnh quay bì, bệnh tụy đầu chẳng hạn, đó là một số cái bệnh có ghi nhớ, còn lại một số bệnh không có ghi nhớ được à. Ví dụ như viêm gan siêu B hoặc là gì thì mình phải chỉ theo cái thời gian của nó ha, nó chỉ được một thời gian thôi, nó không được mãi mãi, được chưa? Rồi, chúng ta hiểu nó là vậy. Thì hai cái hệ này chúng ta nhắc lại, một đó là hệ miễn dịch cho cơ thể mình đã có sẵn, cái đó gọi là miễn dịch tự nhiên, và miễn dịch thứ hai đó là miễn dịch
đã thu được thông qua kháng sinh hoặc là do đã mắc phải rồi có thể xảy ra. Vậy theo các thì hai cái hệ miễn dịch nào là quan trọng nhất, miễn dịch nào quan trọng nhất? Tự nhiên đúng không, tự nhiên là quan trọng. Vậy chúng ta làm sao để bảo vệ cái miễn dịch như này nha, phần sau chúng ta sẽ đọc hai thôi. Vậy thì ở trong cái lớp của chúng ta, cái hệ miễn dịch nó có ba cái lớp. Cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi ba hàng rào, ba cái lớp hàng rào để bảo vệ đó. Cả một cái hệ chúng ta có ba cái hàng rào. Cái lớp thứ nhất gọi là yếu tố vật lý, ví dụ cái da của chúng ta chẳng hạn này, da này, niêm mạc mắt, niêm mạc họng, niêm mạc mũi, rồi ở phụ nữ thì có niêm mạc âm đạo chẳng hạn. Thì đấy là từ bên ngoài đi vào, thì đầu tiên là phải đi thông qua da, niêm mạc, biểu mô thì ở trong cái họng của chúng ta. Khi đi vào, khi mà một cái chúng ta mà soi vào cái họng thì chúng ta thấy một cái lực tương chuyển biểu mô ha. Đấy, rồi tuyến mồ hôi chẳng hạn, đấy cũng là một trong những cái yếu tố vật lý ha. Nang lông, lông chuyển, chất nhầy, cái này gọi là yếu tố vật lý. Vậy thì cái yếu tố vật lý này quan trọng không cả nha, muốn xâm nhập được vào cái lớp thứ ba này thì nó phải vượt qua cái cửa này. À, có nghĩa là hồi trước đi tán gái thì có người nói rằng mày mà yêu được con đó là phải bước qua sáng tao. À, giống vậy thì cái nào là muốn vào trong này phải bước qua cái sáng tao này. Vậy cái sáng tao này nó là cực kỳ quan trọng, được ngoài, được cánh cửa bên ngoài đúng không ạ. Sau đó thì có cái lớp, một cái nữa là hóa học cơ chế, cái hóa học cơ chế vật lý cơ chế hóa học này, đó là những cái dịch tiết. Dịch tiết thì con dịch tiết thì cả nhà, ở mũi này, ở họng này, ở niêm mạc này, ở âm đạo này, ở nội địa tuyến nước bọt này, pH dạ dày, dịch dạ dày. Đấy là những yếu tố miễn dịch vật lý. Và những cái này không hóa học, xin lỗi, hóa học. Ví dụ dịch tiết của cơ thể chúng ta, khi mà một cái virus vi khuẩn xâm nhập vào cái mắt của chúng ta thì cái mắt của chúng ta có cơ chế tự nhiên và dẫn chảy nước mắt đúng không ạ. Khi vào họng á thì bắt đầu nó chảy dịch tiết ở họng, vào mũi thì hắt xì hơi và sổ mũi đúng không ạ. Rồi dạ dày nó là pH của dạ dày tiêu diệt thì tất cả các loại vi khuẩn, ví dụ không có một con vi khuẩn nào qua được dạ dày, chỉ có con HP pylori thôi. À, rồi tiếp tục đó là yếu tố về sinh học. Sinh học thì chính là những cái phóng đại vào đó à, đó. Vậy thì ở đây trong này nó có một cái này, ở đây nghĩa có thể chia sẻ với cả nhà, đó là câu chuyện bây giờ hiện tại bây giờ mà trẻ em hay bị bệnh ấy, bắt đầu qua 9 tháng là hết cái miễn dịch tự nhiên của mẹ nó bắt đầu hết cái miễn dịch từ mẹ cho rồi đó, thì bắt đầu mới dễ bị cái bệnh viêm hô hấp trên. Cả nhà thấy không ạ, trẻ em thì chỉ có hai bệnh, đó là bệnh về đường tiêu hóa và bệnh hô hấp. Vậy thì đường hô hấp thì yếu tố vật lý và yếu tố hóa học nó là cái gì? Là hôm nay giờ chúng ta để ý đúng không ạ, cái lớp biểu mô biểu bì bên ngoài ra, bên ngoài á, cái lớp dịch tiết bên ngoài á. À, vậy thì khi mà có một vi khuẩn virus xâm nhập vào thì nhờ cái yếu tố lông chuyển này, cái lông chuyển ở cái đường hô hấp nó có xu hướng đó là nó đẩy tất cả cái vật lạ đi ra ngoài, gọi là đẩy lên trên. Cả nhà hiểu ý không ạ? Nó có những cái lông lông nhỏ 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 thế này. Vậy thì khi mình nằm ngủ ở nhà mà bị bụi mịn, bị mạt phòng, bị nấm mốc trong phòng ngủ, gọi là phòng phòng ngủ của mình không không được sạch sẽ đó, bắt đầu nó có tình trạng là ho, nó nhạy cảm, nó ho thì bắt đầu là đi đi làm gì cả nhà, đi gặp bác sĩ đúng không ạ, đi gặp bác sĩ, tới bác sĩ làm gì ạ, cho thuốc kháng sinh giảm ho đúng không ạ. Ho một vài tiếng thôi, 3 4 tiếng thôi là đã ruột nó chịu được rồi, bắt đầu đi lấy thuốc để giảm ho. Thì khi nó ức chế ho thì bắt đầu những cái vi khuẩn ví dụ nó xâm nhập đi vào trong, đi vào trong càng vào sâu hơn nữa. Bởi vì khi mà nó giảm ho có nghĩa là giảm co thắt, dùng cái thuốc giảm co thắt đi, cái cơ chế tự nhiên nó là đang co thắt đi, giảm nó thì nó không co thắt được, thì dĩ nhiên nó xâm lấn những cái vi khuẩn ví dụ này, nó tự nhiên nó xâm lấn vào. Và một cái sự vô tình đó là làm cho bệnh một con thì thẳng lên, không hiểu điều đó, đó là cơ chế phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ. Và những người lớn có như vậy không ạ? Có đúng không ạ? Trừ trường hợp khi nào đó bằng chứng viêm rõ ràng thì khi đó mới dùng thuốc, thì khi đó mới là
À, nhưng mà ở đây nó có một cái là thuộc rất sợ. Bây giờ chỉ cần 50 mét vuông là ra 50 mét là đang một quầy thuốc rồi. Chính vì thuộc rất sẵn cho nên là các phụ huynh ở bên ngoài tự làm bác sĩ luôn và tự chỉ định ra mua thuốc gì luôn, và vô tình là làm ức chế cái hệ miễn dịch của trẻ em. Bởi vì trẻ em cái hệ miễn dịch khi mà tiếp xúc ở bên ngoài thì nó phải từ cơ thể sinh ra mà, đúng không ạ? Và vô tình là đang ức chế lại hệ miễn dịch của trẻ em, không cho nó phát triển của con mình, và hậu quả là có thể gây ra những cái bệnh nặng và sau này hậu quả rất là khó lường, cái hệ miễn dịch khi bị tổn thương ha. Cái lớp thứ hai đó là lớp này lớp thứ nhất, lớp thứ hai đó là gì? Khi mà xâm nhập qua cái lớp này rồi, virus vi khuẩn xâm nhập qua cái lớp thứ nhất này nó vào cái lớp thứ hai có thể đi vào máu rồi. Ví dụ nghĩa nói đó là gì? Ở đây nghĩa thì làm ở bệnh viện ở khoa cấp cứu, cho nên cứ thức một đêm như vậy mà cấp cứu nửa đêm thường vô thì có hai cái bệnh, một là bệnh khó thở, hai là bệnh mà khó chịu, khó chịu ở đường tiêu hóa và bị buồn á, bị nhiễm trùng nó ruột, bị viêm nó ruột đó, hay gặp nhất là bởi vì cả ngày như vậy mình ăn không có kiểm soát được, và để bắt đầu đến tối thì bắt đầu những thực phẩm nó nhiễm khuẩn trong cái bữa ăn của mình, nó nhiễm khuẩn đi vào ruột và gây viêm ruột, gây nhiễm trùng đường ruột và thậm chí là gây nhiễm trùng huyết. Và thì khi nó qua được cái niêm mạc của ruột rồi, qua được niêm mạc ha, niêm mạc là qua được yếu tố vật lý này thôi mà, qua được yếu tố hóa học rồi, qua được yếu tố sinh học rồi, bắt đầu đi vào máu, đi vào máu thì bắt đầu nghĩa là gây nhiễm trùng đường máu. Lúc này có lớp thứ hai là lớp bạch cầu, có một cái lớp đó là đại bang của bạch cầu, được chưa? Ở trong máu đó, nó chuẩn bị sẵn, nó chuẩn bị sẵn đó rồi, là để nó vào nó tiêu diệt cả cái vi khuẩn. Cho nên khi mà bị viêm bị nhiễm, cái lượng bạch cầu nó tăng lên. Bạch cầu thì có là bạch cầu đa nhân trung tính và chiếm khoảng 65% trong tổng số các bạch cầu. Và khi bạch cầu mà tăng lên trên 65% thì có nghĩa là cơ thể của mình đang bị viêm, đang bị nhiễm trùng. Nó sẽ có là bạch cầu đơn nhân, nó có nghĩa là khi bị nhiễm các con run sản nhất, hoặc là bị nhiễm virus chẳng hạn, và cái bạch cầu, những cái bạch cầu đơn nhân này nó tăng lên. Rồi trong này nó có một cái loại tế bào gọi là tế bào diệt tự nhiên NK, tế bào diệt tự nhiên NK. Ví dụ như cái bạch cầu và đại thực bào thì nó là đi chuyên biệt cho những cái loại vi khuẩn virus, nhưng mà cái thằng NK này nó không có chuyên biệt cho ai hết. Nó giống như anh Tần là người soạn vẽ vậy, tối hôm nay anh Tần soạn vẽ nó là những bạch cầu, cái tế bào diệt NK. Hoặc là giống như trong cái phòng thi của mình, trong một hội đồng khoa thi như vậy ạ, thì cái ông mà thị, cái ông giám thị là ông đi bắt ngoài trong cái phòng này mà không bắt được cái tài liệu thì ông ở bên ngoài ông có cặp mắt thứ ba. Hồi trước con nghệ đi thi nó sợ nhất là sợ ông giám thị, trong phòng thì là muốn cho anh em nó qua, nhưng mà cái ông giám thị ở bên ngoài là ông cao hơn được, cho nên ông không bị ông xuất hiện lúc này. Ông đi tới mà ông gặp là xong rồi, nó tiêu rồi, ông có lập biên bản là xong rồi. Vậy thì trong cơ thể chúng ta này nó đi và nó không có chuyên biệt cho một loại vi khuẩn virus nào, một tế bào lạ nào, nhưng mà nó cứ thấy xuất hiện tế bào lạ là nó tiêu diệt. Nó giống như cái ống chạy sẵn cơ động ở trong công an, hệ thống công an thì không có là công an giao thông, công an an ninh hoặc là gì đó, thì ở đây xuất hiện cái ống chạy sẵn cơ động này, tức là ông làm ông không chuyên biệt ở một khu nào đó, thì mà ông đi ra xe như vậy, ông gặp chỗ nào có cái đội trật tự công cộng là ông có cái ống này, trong đó nó có một cái bây giờ điểm cái tế bào diệt tự nhiên này mà giảm xuống đi thì nó sẽ xuất hiện nhiều tế bào lạ, và trong đó cái tế bào bây giờ người ta sợ nhất là tế bào ung thư các bạn nha. Hệ miễn dịch của chúng ta, tế bào diệt tự nhiên này này nó giảm xuống thì gây ra rất nhiều bệnh nguy hiểm, mà bây giờ đó là ung thư, tế bào ung thư à. Dĩ nhiên những cái tế bào này nó giảm, suy giảm hệ miễn dịch rồi, đúng không ạ? Đấy, thì còn lại khi mà xâm nhập được qua cái lớp này rồi thì bắt đầu tiến đến cái lớp thứ ba, thì đây gọi là tế bào lympho. Lympho á, cái thằng lympho này này, cái này cái hệ hai cái này gọi là tự nhiên nhá, lớp 1 và lớp 2 gọi là tự nhiên, cái lớp thứ ba này gọi là thụ động hay còn gọi là thu đường. Vậy thì khi mà mắc bệnh rồi thì cái thằng lympho B này nó nhận diện cả virus vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, nó nhận diện và nó kêu cái thằng lympho T này quanh tròn lại, nó kêu cái ông lympho T này để giết giết bắt và giết cái ông nhận diện này,
ông này là kỷ niệm, nhưng mà ông này là đi diễn, thì khi cái ông này diễn xong thì ông này tạo ra một cái gọi là miễn dịch ghi nhớ, nhớ nhớ cho lần sau, có nghĩa lần sau mà xâm nhập nữa thì ông đã nhớ được à ông này là đã lần rồi. Cho nên vì sao người ta gọi là chích ngừa mà mũi một mũi hai mũi ba, thì thường là cái mũi mũi một là được khoảng bao nhiêu phần trăm, nó mũi hai thì thêm được bao nhiêu phần trăm, mà mũi ba có bao nhiêu phần trăm được ghi nhớ lại. Ai đã từng chích ngừa từ ba mũi trở lên, viêm gan siêu B hoặc là covid chẳng hạn đi, à, ai đã từng chích ngừa ba mũi covid trở lên, ai chích cho Pfizer, ai chích AstraZeneca và ai chích Trung Quốc, à, giống như chiến à. Nhưng mà ngày hôm qua thì có một câu chuyện rất là hay với bạn. Bây giờ tiếp tục câu hỏi này, và tiếp theo các anh chị thấy cái miễn dịch nào quan trọng nhất, tự nhiên quan trọng hay là thụ động quan trọng ạ? Chắc chắn là tự nhiên đúng không ạ? Thì kể câu chuyện ngày hôm qua thì hiện bên thuật chú này là mới có 6 mấy tuổi rồi, cũng bị bệnh, bệnh gọi là bệnh về tim mạch, bệnh về đông máu lắm, chuyển chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy thì may là có người quen mới cứu được. Nhưng mà sau khi cứu xong, có chẩn đoán xong, có nói một câu rằng hồi trước chích ngừa mấy mũi, chích ngừa covid mấy mũi, chích cái gì, nói là AstraZeneca 4 mũi. Thế thì cái ông bác sĩ đó nói làm gì mà chích nhiều vậy, mà chích nhiều chích ít thì cũng do chính phủ, do là nhà nước hết mà, đâu có phải do tự ý. À, thế thì sau cái câu chuyện này nó không có một cái nghiên cứu nào hết, nhưng mà nghĩa thì gặp hai trường hợp là đông máu mùa mạch lan tỏa như vậy rồi, không tìm ra nguyên nhân gì hết. Mà bây giờ chỉ có một nghi vấn, đó là theo cái báo cáo của AstraZeneca vừa rồi bị thương bị tiền Anh bây giờ vaccine của Anh nó bị kiện, và cuối cùng là AstraZeneca thương tiền thì có trong đó thì nguyên nhân là đông máu nội mạch an toàn, vậy là tử vong rất là nhiều trường hợp ở Mỹ, cho nên là AstraZeneca thua tiền. Vậy thì hôm nay ai mà đã từng chích AstraZeneca thì hồi trước ta đi xin mới được chích đúng không, nhưng bây giờ ngồi lo lắng mà. Vậy thì có phải là cái thì đâu có phải là cái miễn dịch nào mà tạo ra được đều là tốt đúng không, có những miễn dịch nào đã tốt nhưng mình đừng có làm dùng nó quá, mà mình hãy củng cố xây lắp cái miễn dịch mà mình đã có này, hoặc là nội sinh này, thay vì mình đưa ngoài sinh vào, nó thậm chí là nó gây ra loạn xạ ngầu đấy. Tôi rồi nhận thấy có một số bạn, một số phụ huynh mà đưa trẻ vào khoa cấp cứu đó là sốt cao co giật, và do chích sinh cùng trên cùng một lúc trong một ngày, tức là một ngày mà đã chích một loại vaccine là trẻ em đã sốt đã phải cấp cứu rồi. Bây giờ lại tiếp tục, không biết vì cái lý do nào đó mà bác sĩ tư vấn đó là chích luôn ba loại ba mũi vaccine cùng một lúc thì tối về nó sốt nó co giật là chuyện bình thường. Vậy thì ở đây nó bảo chính vì người ta đánh vào tâm lý của người dân đó là chích vaccine, cho nên cả cái cơ quan y tế bên ngoài người ta làm theo dịch vụ á, ví dụ bây giờ có hệ thống, nhiều hệ thống vaccine họ làm đang dạy nhau bên ngoài rồi, các PT hoặc là những cái học những cái trung tâm vắc xin người ta mở ra, vậy thì họ đều làm dịch vụ hết, đâu có miễn phí đâu, nhưng mà chỉ có trong chương trình phòng chống quốc gia thì nó mới có, còn mới có kia thôi, còn ở bên ngoài những cái dịch vụ có nhiều người thôi. Thế chị cũng mua, mùa thì biết bao nhiêu loại virus, hàng trăm ngàn loại virus, chứ chắc là chỉ hàng trăm hàng xin. Vậy thì vì sao mình không xây đắp, xây dựng cái hệ thống miễn dịch mà mình đang có này để bảo vệ, để khỏi phải đỡ giảm nó tác dụng phụ cũng là nha, đúng không ạ? Vài tối ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu được như thế nào gọi là miễn dịch, là mình nhớ sử dụng nhiều lắm ạ. Về quan trọng bây giờ chúng ta đi tìm giảm hóa đúng không, giảm hóa như thế nào đúng không ạ? Đây cái này là đặc biệt là nó sẽ có diễn nha, nghĩa cũng nói rất là rõ cho nên nghĩa qua ha. Đầu tiên cái ông nào ông phát hiện ra, sau đó thì ông có cái thủ thể ức chế, sau đó đi bắt, thì bắt coi là sao nó giết là theo cái này. Đây là thẻ thứ ba, thì từng đại vào đầu tiên nó phát hiện tác nhân gây bệnh, gắn kết với cái tác nhân gây bệnh này, sau đó nó nuốt vào, ăn vào sau đó nó tiêu diệt, à, nó hấp thu rồi nó tiêu diệt, bắt đầu cái con linh tê diệt cái con này luôn, con này chết đồng nghĩa với con này chết luôn, nó giết giết một người thì nó chết một người,
giống vậy đó. Đây là lớn thứ ba đấy, cái ông này là tạo ra nhận diện vi sinh vật, còn ông này phải tiêu diệt đúng không? Rồi rồi bây giờ làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu của hệ miễn dịch của mình bị suy giảm và biến mất ở trong ao giờ hôm nay giờ nhận thấy có một vài tiếng ho lắm sắc xem được có hay không nhá. Đấy, đầu tiên đó là gì, luôn cảm thấy mình mệt mỏi. Ở đây có ai cảm thấy mình đang mệt mỏi không? Có thì cho nào vào tay để lấy năng lượng lên cơ. Luôn cảm thấy mình mệt mỏi. Thứ hai là gần đây hay mắc một số bệnh sơ sơ đúng không ạ? Thì cảm ho sổ mũi hoặc là gì đó chẳng hạn đúng không ạ? Viêm mũi hoặc là gì đó. Đây. Dễ mắc một số bệnh thông thường. Thứ ba là hay bị dị ứng. Đó, cái này hay gặp này đúng không ạ? Rồi mất nhiều thời gian để chữa bệnh, hoặc là khi mà bệnh 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 rồi á, thay vì cái người mà có hệ miễn dịch tốt á là nó chỉ có 3 ngày 4 ngày thôi hoặc là 2 ngày thôi, nhưng mà cái người mà hệ miễn dịch nó bị suy giảm có thể là kéo dài từ 7 ngày đến 10 ngày, thậm chí có nhiều người 2 tuần, và có nhiều người lương 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 như vậy tới 1 tháng luôn, thì cái người đó là người mà cái thời gian mà để chữa lành bệnh thì dài hạn tiếp tục, đó là gặp rắc rối về hệ tiêu hóa, có nghĩa là không tốt bụng, người không tốt bụng là người có hệ miễn dịch kém đúng không ạ? Cho nên bây giờ ra ngoài chúng ta lại ăn không tốt bụng, nói chuyện họ hệ miễn dịch kém, chúng ta chỉ cho họ cách làm thế nào để hệ miễn dịch nó tốt lên nhá. Rồi hay bị đau khớp này, hay bị stress, có nghĩa là tâm tâm nó không được khỏe đúng không ạ? Hay bị stress, hay lo lắng hay gì gì đó, năng lượng kém, rồi da thì trở nên khô sảm đẹp, mắt thì nhìn mờ dễ mỏi, nó là những cái dấu hiệu có nghĩa là mưa dấu hiệu không nghĩa soạn là có người cả thì ở đây còn cái này mắt mờ, mắt trở nên nhìn mờ và dễ mỏi. Mắt mờ thì nó sẽ có, cũng có cái độ tuổi tùy theo độ tuổi mà mắt mờ đúng cả nha, nhưng mà cái mờ của hệ thống miễn dịch mà giảm, có thể là bình thường vẫn đang sáng, trong buổi sáng ra việc vẫn đang sáng như vậy, nhưng mà làm việc được khoảng 1 tiếng thì bỗng nhiên nó hoa mắt, nó mờ, nó đỏ, nó bay, thì đó là dấu hiệu của mắt trở nên nhìn mờ do hệ thống miễn dịch suy giảm. Mắt nó sáng ra thì gì không được là tiền mà trai là cái đèn đúng không là mắt nó sáng lên liền đúng không đó thôi. Đó này, đấy là chúng ta biết được hệ miễn dịch là nó như thế nào rồi, rồi biết cả dấu hiệu suy giảm miễn dịch rồi, cái này làm sao để được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem này, bây giờ mình có cái chủ đề là sức khỏe, có sức khỏe mới là có hạnh phúc. Vậy thì chúng ta có biết vì sao mà chúng ta bị bệnh không? Vì sao chúng ta bị bệnh không ạ? Vì hệ miễn dịch chúng ta bị suy giảm, cái hệ thống bảo vệ cho mình suy giảm. Vậy thì điều gì mà làm cho hệ thống miễn dịch và hệ thống bảo vệ bị suy giảm? Tôi sao không là Nghe nghe kịp ta, nghe kịp ta cho nên nghe kịp đúng không ạ? Nghe kịp đúng không ạ? Một đó là cái độc tố trong cơ thể đúng cả nha, đấy nghĩa là độc tố trong cơ thể này, nghĩa là ví dụ này, bây giờ cái đứa trẻ ở bên ngoài còn rất là hệ miễn dịch nó suy giảm rất nhiều, cái việc đầu tiên họ gặp đó là sinh ra là đã hình thành độc tố rồi, đã hình thành không khí độc rồi. Thứ hai là uống nước không sạch, còn là nước không, nó có một cái nữa là bây giờ làm dùng những cái thức uống nhanh nhất, cái nước uống nhanh ở bên ngoài á, ai đã từng uống những cái nước nước uống nhanh ở bên ngoài mà điện không nêu tên nha, điều tất cả các loại nước ngọt bên ngoài là hóa chất đúng không ạ? Chúng ta có thể gõ lên để thấy hóa chất gọi là họ mà làm đúng của được được cấp phép thì không được, nhưng bây giờ có một cái loại nó làm trôi nổi, làm trôi nổi để mở công ty giả trôi nổi, mở cái đó hóa chất mua từ Kim Biên về nó trộn vào trong xương nước đóng chai rồi nó đưa nhãn lên, thì cả đó cực kỳ độc tố này, nó làm suy giảm đến toàn bộ hệ gì, và đặc biệt đó là ở hệ tiêu hóa, chết hết cái enzyme cả cái vi sinh vật có lợi ở trong hệ tiêu hóa, và gây nên một cái tình trạng là gì, bệnh tiêu hóa là bệnh gặp nhiều nhất. Đấy là cái nguồn nước từ quên
những cái độc tố này ở trong thực phẩm, trong nước uống, trong hơi thở, nó làm cho chúng ta suy giảm hệ miễn dịch và từ từ đấy là bệnh. Thứ hai là thiếu dinh dưỡng hoặc mất cân bằng dinh dưỡng, đúng cả nhà. Thứ ba đó là gì ạ? Kinh mạch hẹp, và bây giờ có axit bao giờ thì môi trường cơ thể mà nhiều axit, gọi là axit về cái pH nó càng thấp thì là cả cái tế bào, cái hệ miễn dịch, cả cái vi sinh vật, cả cái enzyme trong cơ thể đã suy giảm một cách rất mạnh, và đó là một trong những yếu tố dẫn tới cái hệ miễn dịch bị suy giảm. Sau đó thì có nhiệt độ gì ạ? Bây giờ đó mình ngủ là 24 24 là mấy lạnh, 24 đến mặc dầu là gì ạ? Cái cơ thể của chúng ta có thể điều hòa, từ điều hòa thân nhiệt, nhưng mà khi chúng ta làm dùng máy lạnh, cơ thể nó mất cái chức năng là từ điều hòa thân nhiệt, thậm chí có người mà một ngày cũng đổ 1 tí mồ hôi luôn, thì chắc chắn là gì ạ? Nó tích tụ là mồ hôi là một trong những cái tuyến vai biến độc tố ra ngoài. Bây giờ nó đổ mồ hôi thì nó giữ lại cái độc tố trong cơ thể, nó gây ra bệnh cái gì chúng ta nha. Rồi uống nước lạnh, uống nước đá, ăn thì ăn đồ nóng, bò nó khổ mỡ thì đầy, mà bây giờ uống thêm ly nước đá là vô tự nhiên, vô tình đó là gì? Một là không tiêu hóa những thực phẩm có giá trị, hai nữa làm bão hòa những cái chất béo, mà có một trong những cái gây ra vô cùng là bệnh đó, đúng không ạ? Rồi ít vận động thì khi mà cái nhiệt độ, cái nhiệt lượng của cơ thể mình được tạo nên từ vận động, đúng không ạ? Năng lượng thì được tạo nên từ vận động, mà không vận động thì chắc chắn không có năng lượng, không có năng lượng thì gì ạ? Không đào thải được độc tố, không thể thì chúng ta bị suy yếu, đó là nguyên nhân vân vân. Và những nguyên nhân này có thể gây ra tăng viêm, chết những cái tế bào thì miễn dịch, chết những cái tế bào cũng có thể mà dẫn mất cân bằng của tế bào, và tế bào chết nhiều hơn tế bào suy, thì đó là nguyên nhân gây ra bệnh, đúng không cả nhà? Đó đó, tế bào và hệ miễn dịch mà nó giảm xuống như nào, ví dụ như thế này. Vì sao có nhiều cái trường hợp vô bác sĩ chẩn đoán là bệnh này là do bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải. Suy giảm miễn dịch mắc phải có hai cái, một là gì? Do những cái bệnh mạng tính, bệnh tiểu đường chẳng hạn, người có bệnh tiểu đường này, người có bệnh HIV này, người có bệnh người phụ nữ có thai này, người già và trẻ em, thì đó là những người có hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện, hoặc là đã bị lão hóa, đã bị già luôn đấy rồi, thì cả đó là hệ miễn dịch thì suy giảm. Suy giảm thì có hai cái, một là suy giảm do tự nhiên, mà hai là suy giảm do mắc phải. Mắc phải đó là bị nhiễm HIV chẳng hạn, là suy giảm miễn dịch mắc phải. Những người đó là những người có nguy cơ bị bệnh, có bệnh nặng cao hơn những người bình thường, đúng không ạ? Rồi vậy thì do tế bào chết mà nhiều hơn tế bào sinh thì gây ra bệnh. Rồi tiếp tục, vậy thì khi bị bệnh nhá, chúng ta có biết được chúng ta bao nhiêu giai mấy giai đoạn thì bệnh, đúng không ạ? Đấy, à, cái này thì chúng ta khi mà đi tư vấn cho những người ở bên ngoài á, gặp những người bên ngoài, tôi đâu có bệnh đâu mà bảo tôi dùng cái này, tôi dùng cái khác. Vậy thì ngày hôm nay thông qua cái câu chuyện này, cả nhà chúng ta có thể về giải thích cho họ rằng anh chị nên dùng lúc nào, và những bệnh này sẽ có ba giai đoạn cả nhà, được xếp ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ủ bệnh. Ủ bệnh có nghĩa là như thế nào ạ? Là cái giai đoạn mà chúng ta vẫn nghĩ là chúng ta khỏe mạnh, nhưng mà chúng ta vẫn hút thuốc, chúng ta vẫn uống rượu, chúng ta vẫn uống nước ngọt, chúng ta vẫn đưa vào độc tố trong cơ thể mỗi ngày, chúng ta vẫn đã hít ô nhiễm không khí, chúng ta đang uống những cái nước mà ở bên ngoài, thì đó là giai đoạn ủ bệnh. Chúng ta nên bị thiếu dinh dưỡng, thiếu canxi, thiếu magie ngày hôm nay, nó chưa có bệnh ngày hôm nay, nhưng mà 5 năm 10 năm sau nó gây ra bệnh loãng xương, thì đây là giai đoạn bệnh. Nếu như chúng mình là ngày hôm nay chúng ta tiếp xúc với một người nhiễm virus, thì cái thời gian của bệnh, của bệnh cấp tính nó khoảng 7 ngày, có trường hợp nó khoảng 14 ngày, một số bệnh lao thì có thể là mấy tháng nó, mấy năm đó, nhưng mà đa phần bệnh cảm virus hoặc là sốt xuất huyết thì khoảng thời gian của bệnh khoảng dưới tuần đấy. Thời gian sau đó là thời gian khởi phát. Đấy, ở đây thì đa phần bây giờ người ta sợ nhất là một tàn là bệnh bệnh mạng tính không lây, người ta dự đoán đến năm 2030 đúng không ạ, là một cái đại dịch cho bệnh mạng tính không lây. Còn bệnh cấp tính thì có thể điều trị được bằng kháng sinh, có thể bằng điều chỉnh bằng kia là sẽ dễ, đúng không ạ? Nhưng mà bệnh mạng tính này cả nhà thì điều trị khó hay dễ?
cực kỳ khó luôn, là tại bởi vì giải quyết là giải quyết quay lại cái gốc đấy. Vậy thì ngày hôm nay cái bệnh khởi phát có nghĩa là gì ạ? Một cái bệnh thoái hóa khớp bắt đầu nó xuất hiện ở tuổi, trước đây thì nhiều nghiên cứu nói rằng là người lớn thì mới có bệnh thoái, nhưng mà bây giờ chỉ có 30 tuổi thôi là đã có bệnh xương khớp rồi. Giống như lại bạn Thúy Tuyên chia sẻ là bạn Thúy Tuyên 30 tuổi rồi, đang rất trẻ mà vẫn bị. Vậy thì ở đây là do giai đoạn của bệnh này này, giai đoạn của bệnh này chúng ta không quan tâm. Vậy đến cái thời kỳ khởi phát bắt đầu là có tâm nhất, ví dụ ngày hôm nay này mỏi vai gáy này, mỏi khớp gối này, mỏi chân này, đó là giai đoạn nó khởi phát, nó báo hiệu rằng là anh ơi thầy thần kinh trung ương ấy, ở thần kinh ngoài biên nó bảo về thần kinh trung ương là anh ơi viện trợ gấp, ở đây đang thiếu canxi bởi vì em thấy nhức và nó đau, thiếu magie nó nhức và nó đau, nằm ngủ thấy nó nhức và nó đau. Thế thì khi mà đau nhức như vậy chúng ta không thể tìm hiểu thiếu cái gì, bởi vì chúng ta là vô minh mà không biết mà, đúng không? Rồi thì là chúng ta đang gặp bác sĩ, thì gặp bác sĩ thì ông là bác thuốc, ông là thuốc hay mà, thì ông cho liều thuốc giảm đau đặc biệt là mày im đi, không được nói, không được bảo vệ cái này là im đi, là cho cái thuốc giảm đau cắt đứt cái sinh nạp thần kinh, cắt đứt dẫn truyền thần kinh, thế là gọi là giấu bệnh. Cái giai đoạn này gọi là có bệnh mà giấu bệnh. Sau đó về khám cụ chị giỏi lắm, rồi tiếp tục một tuần sau đau nữa, ra mua nữa, về uống nữa, thế ông này cực kỳ giỏi, bắt đầu giới thiệu cả họ người ông mua. Vậy cửa là gì? Nó cho họ cũng giảm đau, cũng có tí thôi. Cái cửa là nếu bị biến chứng, là biến chứng luôn cả nhà, là bị nghiền có tí có ít, phụ thuộc có tí có ít, trường hợp dân cấp cứu, dân nội sợ nhất đó là bác sĩ bên ngoài kê kháng kháng viêm giảm đau có tí có ít, gây ra một cái hậu quả vô cùng lớn. Hồi nãy chị Linh thì có chia sẻ là chị bị viêm khớp và cuối cùng là được miễn phí đau dạ dày cái gì đó, đúng không ạ? Vậy thì ở đây cái giai đoạn này là ủ bệnh, giai đoạn ủ bệnh đấy, cái giai đoạn này đáng mà mình quan tâm. Thế cho nên ra ngoài mình đi tư vấn họ, tôi đâu có bệnh, là bởi vì họ không biết, kể cả mình thôi, trước đây mình cũng không biết mà, nghĩa hơn các bác sĩ nghĩa cũng không biết mà. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái này, chúng ta bắt đầu chia sẻ và cái giai đoạn này, giai đoạn mà toàn phát rồi đó, là giai đoạn thương, giai đoạn cuối đúng không ạ nha. Giai đoạn này thì là bỏ sĩ bỏ tay, nó chỉ có vào đó cầu nguyện thôi, nói gì đúng không ạ nha. Giai đoạn ba này là giai đoạn cuối, đi vào là chỉ có cầu nguyện, trời ơi giờ làm sao mà tôi có miếng đất đó, giờ ai được thì hết mạnh tôi thì tôi trả luôn miếng đất đó, bao nhiêu tiền thì cũng trả, và bắt đầu mới đi khấn vãi tùm lum hết. Cho nên lời cầu nguyện chân thật nhất là ở trong bệnh viện, thì không phải là trong chùa, ở trong nhà thờ, mà ở trong bệnh viện là chân thật, bởi vì là họ thực sự họ mong muốn điều đó, nhưng mà họ không tin ra là bởi vì họ tới ra là cuối rồi. Cái gì mà cuối thì cái mối tình đầu thì còn kia, cái mối tình cuối là sao vậy ta? Cho nên là cái gì mà đẹp nhất là cái chỗ mà gì nó mới chớm chớm này, khởi này, được ủ bệnh này, khởi này, bắt đầu yêu yêu, nhưng mà đến cái chỗ mà cuối có nghĩa là chấm hết rồi đó, cuộc đời là tù giam tù neo đấy, tù chung thân đấy, đúng không? Đấy, và ở đây chúng ta thông qua chúng ta hiểu cái giai đoạn này, và chúng ta đi tư vấn hay là đi khuyên, lời khuyên nhủ chân thành đối với một cái người thân, một cái người mình muốn giúp đỡ, là theo chúng ta thì chúng ta can thiệp cái giai đoạn nào thì tốn kém nhất, mà can thiệp giai đoạn nào thì hạnh phúc nhất, có phải cái giai đoạn này không ạ? Giai đoạn này đúng cả nha, giai đoạn ủ bệnh đúng ạ. Vậy chúng ta cho chúng ta làm con tay tối nè. Vậy thì can thiệp như thế nào thì là tiếp tục và sẽ đi vào những cái slide tiếp theo ạ. Đây này, vậy thì bây giờ làm sao để khỏe mạnh cả nha. Đó, cũng sao hết để nó to đấy. Vậy thì làm sao để khỏe mạnh, chúng ta có thể chúng ta có thể xem này ha. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái cây, vậy thì cái cây này á là nó bệnh là chắc chắn người ta xịt thuốc rồi đúng không ạ? Đúng rồi nha, ở nhà chúng ta trong lúa, ai trong lúa trong cây ăn trái mà bệnh là xịt thuốc rồi đúng không ạ? Là chắc chắn là bệnh là xịt thuốc rồi. Nhưng mà để nó sống được, cái cây nó sống nó tươi tốt, nó có quả tốt, nó có cái quả tốt thì nó cần cái gì ạ? Cần đầu tiên nó là gì ạ? Oxy, nó cần không khí, không khí mà là không khí sạch. Một cái cây á mà nó trồng ở khu công nghiệp á nó khác, một cái cây mà trồng ở cái vùng quê mà
không khí tốt thì nó khác đúng cả nha, không khí tốt này, nước tốt này, có gì nữa, nước nó tốt và nó cụ thể là gì ạ, là cả cái chất dinh dưỡng trong thân. Vậy thì đây là quy luật của tự nhiên, nó là như thế này. Vậy thì con người của chúng ta để khỏe mạnh giống như này thì cần gì cả nhà, để khỏe mạnh giống như những người này này, à, đầu tiên là gì, cũng giống như cái này thôi đúng không ạ, cũng cần phải có trao đổi oxy, oxy tốt, oxy sạch, không khí sạch, nó cũng cần phải nước sạch, nước mà phải nước sạch nhá, chứ không phải là công vụ văn với city city cả ngày nhá, cô hút cả ngày nhá, đấy nước sạch cả nhà cũng muốn sử dụng nước sạch không là gì ạ, ăn uống khoa học, đấy là cân bằng cả chất dinh dưỡng, thì đây mới là một cơ thể khỏe mạnh. Bao nhiêu anh chị muốn mình giống như cái chị này, bao nhiêu anh chị muốn mình giống như chị hoa hồng này, đúng không ạ? Mình phải biết đầu tiên đó là mình phải biết hiểu về mình, cách chăm sóc mình thì mới có được như thế này nhá, cả một quá trình của người ta để người ta có được cái này chứ không phải tự nhiên là có được nha, đúng không ạ? Vậy giờ đây chúng ta ăn này, ăn uống như thế nào thì là đảm bảo, ăn uống như thế nào thì là tốt rồi, hiện nói trong cái bữa ăn này thì nói cái bữa ăn luôn à, nghiệm vào đây tôi biết thôi, được cũng biết rồi, hồi làm bác sĩ cũng biết rồi, mà sau này làm thị trường thì biết cái bữa ăn mà chất lượng được đánh giá có điểm 10 á là ăn sáng mà được được chấm là 7 điểm, một bữa ăn sáng chất lượng được chấm là 7 điểm, cái bữa ăn trưa được chấm 2 điểm thôi, cái bữa ăn chiều là chấm có 1 điểm, nó là tự nhiên nha, cái đó gọi là thuần tự nhiên. Mà ăn tối là chấm 0 điểm, mà ai mà ăn tối là trừ 5 điểm, cả nhà nghe kịp không ạ? Đấy, ăn tối là 0 điểm, mà ai lỡ ăn tối là bị trừ 5 điểm, có nghĩa là bữa ăn sáng tốt, trưa nó tốt, nhưng mà ăn phàm cái bữa ăn tối có nghĩa là chỉ còn 5 điểm thôi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ khổ một nỗi là ra ngoài là cả cái quán ăn quán nhậu qua mở là tối, đâu có ăn bữa sáng đúng không ạ, có ăn bữa tối thì nó đi ngược lại với tự nhiên, ngược lại cái quy luật của tự nhiên, cho nên mới có câu là chừng nào mà quán ăn quán nhậu mọc, chừng nào thì bệnh viện mọc theo không có kịp, bác sĩ dù có đào tạo bao nhiêu cũng kịp, chỉ cái chế độ ăn uống không hết. Vậy thì bây giờ để một bữa ăn uống dinh dưỡng như thế nào cho tốt thì chúng ta phải cân bằng được tất cả dinh dưỡng và đề cao cái bữa ăn sáng, và chúng ta nên làm thử cho mình đi, thử nghiệm ăn thử này, nghiệm thử và hôm nay đó thì đó là nghĩa thấy mừng rồi đó, và đây lên tới 7 đến 9 điểm đó, có nghĩa là từ một người nó có 6 mấy điểm bây giờ lên tới 7 đến 9 điểm rồi. Vậy thì chỉ cần thay đổi cái chế độ ăn sáng này thôi, có nghĩa là vẫn đang mắc phải là chế độ ăn tối, đó là mình đi làm hội nghị gia đình nhé, là mình nấu ra rồi mình là người chủ nấu, mình lại không ăn thì là không ai ăn cho mình hết, cho nên mình phải ăn mình phải trừ 5 điểm à, nhưng mà hên là mình nấu cái nồi của mình nên là vẫn còn chấp nhận được, nhưng mà không mà ra ngoài giống như hồi trước mà ra ngoài nhà hàng cái quán ăn thì chưa biết là như thế nào đúng không ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái bên này đấy, và điều hôm nay cái này quay lại đây đây, vậy thì làm thế nào để có sức khỏe, vậy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải thải độc như thế nào đó không biết, có thể là chạy chạy bộ vận động thể dục để nó đào thải qua tủ mồ hôi, hoặc là bây giờ có những cái phương pháp cơ dân là những phương pháp thanh lọc như các anh chị ở bên ngoài, có một số anh chị có làm đấy, và có nghĩa là đang làm đấy ha, và sau đó là bảo dưỡng thải độc à, gọi là thải độc và bảo dưỡng, nghĩa còn thời gian là bao nhiêu một tiếng, ok được rồi đấy. Rồi thứ hai nữa là gì ạ, trong những cái này ngoài ra thanh lọc và bảo dưỡng thì trong này nó sẽ có bốn trụ cột cho sức khỏe, bốn trụ cột để cái hệ miễn dịch của chúng ta tốt, đó là tinh thần phải vui vẻ lạc quan, yêu đời lúc nào cũng phải cười thì không có nhăn nhó, dù có đến mức nào thì chăng nữa như thế này thôi à, à trong chửi vợ chửi hay gì đó thì cũng lẽ ra qua một ngày như thế này vài lần thì không cười là cũng không được, bảo vệ cái này là tinh thần là xuất phát từ cái nụ cười, bởi vì cười nó sản xuất ra cái gì ạ, endorphin đúng không ạ, và đó là một trong những cái hormone hạnh phúc. Thứ hai đó là vận động, nó phải vận động ít nhất một ngày như vậy là khoảng 30 phút đến một tiếng,
vận động như thế nào là tùy độ tuổi, tùy tất cả mọi người có những cách vận động như thế nào thì cách là đạt ba chỉ cân đó là do tất cả mọi người dùng, nhưng mà ít nhất đó là muốn có năng lượng để bạn vận động, muốn có năng lượng thì phải vận động, đó là vận động. Thứ hai đó là ngủ và nghỉ hợp lý, một ngày thì ngủ được 6 đến 8 tiếng, nghỉ không dạng là 8 tiếng là bởi vì nghỉ không ngủ được 8 tiếng, cho nên là tuổi mà lớn giống như nghỉ là lên khi ngủ khoảng 6 tiếng là được rồi. Đã. Nhưng mà vẫn được, tuổi trưa thì có thể ngủ khoảng 15 phút gì đó à. Thì cái này là ngủ nghỉ, nhưng mà cái ngủ ở đây nó không quan trọng là ngủ bao nhiêu tiếng, mà giấc ngủ của bạn sâu được bao nhiêu tiếng thì cái đó mới là quan trọng. Cái giấc ngủ sâu nó rất quan trọng nha. Nằm ngủ á mà không có chất lượng, còn cái giấc ngủ không chất lượng có nghĩa là nằm xuống mà 30 phút rồi, 40 phút, 50 phút, 60 phút, 1 tiếng rồi mà vẫn chưa ngủ được, vẫn lăn bên này lăn bên kia là đã đề. Hoặc là khi nằm ngủ rồi á mà cứ thấy ông này bà kia rồi này nọ, rồi ai về rồi ai giận rồi ai gì đó rồi ai gì thì đó, cái đó gọi là giấc ngủ đang bị hỗn loạn, cái đó vấn đề giấc ngủ đúng không ạ? Điểm 10 đó là tập trung vào bữa ăn sáng 70%, gọi là ăn sáng thì như vua, ăn trưa thì như hoàng hậu, và ăn tối thì giống như một kẻ ăn mày. Thì đấy mới là bữa ăn sáng đúng, bữa ăn đúng. Mình đừng có làm ngược lại, đó là buổi sáng ăn xôi ăn bánh mì, buổi trưa ăn cơm bùi, buổi tối về đi nhậu hoặc là làm cái nồi lẩu thật là sang, thì cái đó mình đang đi ngược với quy luật tự nhiên đúng không ạ? Đấy, đấy là rồi ở đây ta xem này. Vậy thì tất cả những cái này nó gây ra suy giảm hệ miễn dịch, gây ra bệnh đúng không nha? Bệnh có nghĩa là tế bào mình đang bị tổn thương. Hồi nãy mình nói là có cái hệ thống tế bào đang bị tổn thương đúng không ạ? Vậy thì khi tổn thương thì chúng ta làm cái điều gì? Chữa đúng không ạ? Sửa chữa đúng không ạ? Tổn thương thì phải sửa chữa. Mà sửa chữa thì có hai cách. Một là đi trị bệnh, đúng cả nhà tới bệnh viện trị bệnh, vậy trị bệnh họ cũng sửa đúng ạ, nhưng mà họ sửa cái điều đúng thôi và cho cái thuốc để giảm đau thôi. Nếu đi chữa bệnh mà hết bệnh nhá thì gọi là chữa đúng, mà chữa mà không hết thì gọi là chữa không đúng, đúng cả nhà. Vậy thì có ai ở đây mà chữa bệnh huyết áp, tiểu đường hay là xương khớp mà chữa được hết? Có bác sĩ nào cam kết mà chữa hết không? Vậy thì có nghĩa là đang đi sai đường đúng không ạ? Và chữa đúng thường là gì ạ? Và quay lại chữa thì phải đúng nguyên liệu, và nguyên liệu để xây đắp một cái tế bào á thì nó cần cái gì đúng không? Cái tế bào mình nó cần cái gì ạ? Cần dinh dưỡng. Và dinh dưỡng ở đây cụ thể là cái gì? Đó là dinh dưỡng đa lượng, dinh dưỡng phi lượng, dinh dưỡng khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Đa lượng thì gồm có đạm, chất béo, tinh bột, chất xơ, bốn nhóm đúng không ạ? Bốn nhóm hay tám nhóm, bốn nhóm hay bảy nhóm, nó tùy cả anh chị sắp xếp, nhưng mà dinh dưỡng họ cũng sắp xếp vào bốn nhóm. Nhóm thứ nhất đó là nhóm đa lượng, đó là phải ăn cái số lượng nhiều. Vậy thì ở đây gồm có đạm, chất béo, xơ, tinh bột, đó là nhóm đa lượng. Nhóm thứ hai là nhóm vitamin, nhóm thứ ba là nhóm khoáng chất. Vitamin thì gồm có vitamin B, vitamin tan trong nước, vitamin tan trong chất béo trong dầu. Rồi gì ạ? Khoáng chất thì gồm có là gì ạ? Canxi, magie, phosphor, kẽm, đồng, mangan, selen, sắt, iốt. Đó là những cái khoáng chất là nhóm thứ ba, và nhóm thứ tư đó là dưỡng chất từ thực vật. Vậy dưỡng chất thực vật ở đây nó có vai trò như thế nào? Có thể nhìn chị cực kỳ quan trọng các bạn nha. Citrate, axit citrate, flavonoid, cái đó gọi là dưỡng chất thực vật, một trong những cái dưỡng chất thực vật mà có vai trò cực kỳ lớn ở trong cái hệ miễn dịch của chúng ta ha. Rồi vậy thì ở đây chất tổn thương thì phải sửa chữa những cái yếu tố này, tác động làm cho tế bào chết nhiều hơn tế bào sinh ra gây ra bệnh. Vậy bệnh ở đây có ba giai đoạn bệnh: giai đoạn cũ, giai đoạn khởi phát, giai đoạn cuối. Và bệnh thì mình phải làm gì? Bệnh là do tổn thương mà ra, tổn thương thì phải sửa chữa, sửa chữa để phải có nguyên liệu, nguyên liệu thì phải có
chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng cụ thể là cái gì ta, kỹ năng. Và trong một cái tờ thế này mình có thể ngồi phân tích cho một cái người mà họ hay cãi mình nhé, tôi chưa bệnh mà bạn tự uống ấy. Đúng không, tôi chưa bệnh tôi chưa uống ấy. Anh chị thử khi ra đây nó bắt đầu ra này đó, phòng mà chữa đó. Bệnh thì có hai cái là phòng mà chữa bệnh. Bây giờ hỏi cái anh chị chữa một cái, đặt một cái stent mạch vành mất 100 triệu và chưa biết có đặt được hay không nữa, thì cả anh chị muốn đặt hay là muốn phòng nữa, phòng hay là chữa không, đúng ạ? Họ nói ô cái này không phải là chữa bệnh, cái này bảo vệ thì đâu không phải chữa bệnh đâu. Thế bây giờ hỏi cả anh chị chữa bệnh thì chữa như thế nào, các anh chị có hiểu về chữa bệnh không? Chữa bệnh là chỉ có chữa được một bệnh thôi, gọi là trị bệnh, nghĩa là trị được một bệnh, đúng ạ? Nhưng mà phòng bệnh nhá là sao, bảo là phòng được đa bệnh, chữa thì chỉ được một bệnh mà thôi, nhưng mà phòng thì được đa bệnh, gọi là phòng là được bách bệnh, chữa bệnh thì được một bệnh mà phòng bệnh được bách bệnh. Vậy thì hôm nay cả anh chị muốn phòng hay muốn chữa? Đó, chúng ta đang có tay được chưa? Đấy. Rồi, chữa bệnh nhớ thương hiệu một câu, nói với người ta rằng là chữa bệnh là chỉ chữa được bệnh thôi, còn phòng bệnh là phòng được đa bệnh. Vậy cả anh chị cũng bỏ ra một cái số tiền rất nhỏ, bỏ ra một thời gian rất nhỏ mà chữa được nhiều bệnh luôn. Vậy thì ở đây mà là phòng bệnh là đang chữa bệnh, phòng bệnh là một cách chữa bệnh tốt nhất và hiệu quả nhất, thì không phải là chữa bệnh. Thầy trong cuốn sách của Hạ Thượng Lão cũng mới có một câu đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng hồi giờ chúng ta không hiểu, đúng không ạ? Ok, cho chúng ta một tràng pháo tay nữa. Vậy các dinh dưỡng trong cơ thể phòng bệnh hay là còn nâng cao hệ miễn dịch hay là phòng đa bệnh, gồm những dinh dưỡng nào? Ở đây gọi là bí quyết để tăng cường sức đề kháng về hệ miễn dịch. Hồi nãy Điện có nói rồi, đó là protein là một thành phần, là một nền tảng cấu tạo tế bào miễn dịch, cấu tạo nên sức đề kháng và tham gia các phản ứng miễn dịch trong cơ thể. Vậy thì protein có quan trọng không cả nhà? Cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Còn đến này protein lấy ở đâu thì không có biết, không rõ gồm có này, protein từ động vật, từ thịt gà, thịt bò, thịt trứng, sữa gì đó, nhưng mà phải là nguồn nguồn sạch, nguồn đảm bảo, chứ không phải là nguồn mà nuôi 3 tháng mà bây giờ gà khoảng 2 kg rồi một ngày như vậy thì họ cho ăn cái gì, kháng sinh nghe là tăng trọng hay tạo lại cái gì đó thì không biết, thì cái đó thì không an toàn. Và thậm chí vô tình đó là làm gì ạ, biến đổi gen, thay đổi gen trong cơ thể, và thậm chí là vậy nha. Vậy thì mình tìm một cái nguồn protein cực kỳ tốt à, để mà dùng là chất béo mà nó ở dạng omega 3, và bởi vì người ta nghiên cứu rằng các chất béo ở dạng omega 3 này có tính chất chống viêm và cải thiện hệ miễn dịch, thì chúng ta hay mà dùng. Cái thứ ba đó là gì ạ? Probiotic là gì ạ? Là một cái men có hệ tiêu hóa, cái tinh được bởi vì là nó hỗ trợ người ta nhất khẩu đang hỗ trợ tăng cường cái hệ miễn dịch trong cơ thể. Tìm cái loại men nào mà chất lượng, cái men chất lượng là cái men gì ạ? Có cái chủng mà nó tự bảo vệ đó để vượt qua được cái hàng rào axit của dạ dày mà nó không được chết, đúng không ạ? Thì nó mới có thể xuống xuống được ruột non, nó mới có thể là cân bằng được hệ miễn dịch ở ruột. Còn tất cả những cái men ở bên ngoài biển đấy á, nó chỉ cần là gì, bảo quản không đúng, nó là trong nhà thuốc hoặc quay thuốc bảo quản nhiệt độ không đúng, nó là chết mất 50% rồi. Về tới mình uống vào không qua được hàng rào máu não, chỉ có được khoảng 10% nó vào được xuống đường ruột thôi, thì làm sao mà nó đủ. Tìm một cái loại men nào mà có thể, đầu tiên đó là đủ số lượng, thứ hai là đủ chất lượng, thì cả đó chung nó là hiệu quả. Có nghĩa là một lần bỏ tiền ra thì gọi là người ta dùng cái câu gì trong buôn bán đó là sắt trong biếc gì đó, đặt sắt trong biếc đó, có phải vậy đó à. Rồi tiếp theo bên này là gì ạ? Vitamin, vitamin thì trong đó vitamin D á là một trong những cái loại vitamin đó. Nó giống như một loại hormone, nó được xem, người ta nghiên cứu rằng nó được xem giống như một loại hormone kích hoạt
hệ thống miễn dịch trong cơ thể trong đó, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, là vitamin D. Vitamin D thì nó thông qua hai dạng, một đó là tắm nắng, trong thức ăn thì rất ít, một là tắm nắng và hai là bổ sung thôi. Nếu chúng ta ai mà gọi là có bản lĩnh thì đi tắm nắng, là bởi vì tắm nắng người ta nghiên cứu rằng để mà có nhiều vitamin D nhất là từ 9 giờ đến 13 à 15 giờ. Thì ai mà cảm thấy cái bản lĩnh thì từ 9 giờ đến 15 giờ là phơi nắng, đúng không ạ? Còn nếu không đủ bản lĩnh thì bổ sung vitamin D, đúng nha. Đó, tiếp theo là vitamin E. Trong E thì nó có một cái chất oxy hóa cực mạnh, giảm được nhiễm khuẩn đường hô hấp này, và tất cả những cái đường nào mà có dịch tiết, có niêm mạc thì là vitamin E có hiệu quả tốt. Ví dụ trong thành mạch nào, đúng là trong cái niêm mạc của thành mạch máu chẳng hạn, thì vì sao người ta nói là vitamin E ngoài tăng cường hệ thống miễn dịch, khả năng miễn dịch ra, nó có một cái đó là trong tim mạch rất tốt, nó bởi vì khả viêm ở trong mạch đấy. Vậy thì vitamin E có ở trong nào nữa? Người phụ nữ thì các bạn nữa nha, vì sao là đúng à, phụ nữ cần phải dùng nữa là bởi vì nó ổn định là hormone nội tiết tố, và hồi nãy có nói là chống nhiễm khuẩn ở đường hô hấp, là hô hấp có cái niêm mạc mỏng và dị nhân dịch âm đạo cũng mỏng như vậy luôn, bạn dùng rất tốt luôn ha, stress vậy luôn. Đó là những cái khoáng chất mà giúp cho chúng ta có thể khỏe mạnh. Tiếp theo đó là vitamin C. Vitamin C tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa, giảm các triệu chứng viêm. Bởi vì nhưng mà vitamin C này này, lựa chọn cái vitamin C nào mà nó là tự nhiên, nó có cái thành phần đó là axit citrate. Đúng rồi, axit citrate, isoflavonoid, đúng không? Đó là vitamin C, là phải tìm cái nào mà có cái đó. Đó, citrate này, axit citrate, flavonoid, đó là thành phần này, nó bản gắn với vitamin C. Hay thì chúng ta đi mua ngoài là mua vitamin C ở bên ngoài, mua vitamin C xong phải đi tìm cái axit citrate flavonoid để đi mua nữa. Mà cái này thì bạn riêng không ai có, nó phải từ trong các cái loại thực phẩm dưỡng chất thực phẩm. Vậy thì chúng ta đi tìm cả vitamin C nào mà nó vừa có vitamin C và vừa có axit citrate flavonoid, sử dụng một lần hiệu quả vừa tiện lợi. Sau đó thì vitamin A hoặc beta carotene, thì đây là một vitamin và khoáng chất có thể giúp cho cơ thể chúng ta tăng cường sức đề kháng về miễn dịch. Trong đó vitamin B1, B6, B9, B12 vân vân đều có trên hệ miễn dịch và kháng thể của chúng ta hết. Chúng ta có thể ghi lại ha. Và thì thông qua và khoáng chất này chúng ta đi tìm mua ở ngoài á, thì cả nhà nghỉ chúng ta có bao nhiêu thời gian để chế biến những cái món ăn này để cho sức khỏe, có nghĩa là sinh ra ngủ dậy đánh răng rửa mặt, chỉ có đi tìm những cái món ăn này thôi, đúng không ạ? Là hết ngày, đúng không ạ? Có tìm cũng chưa chắc là được, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cả nhà có muốn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tất cả mọi thứ, nhưng mà đã có một cái bộ giảm cực kỳ tốt cho chúng ta sử dụng rất nhanh gọn, bao nhiêu anh chị muốn nào, muốn thì cho mình đăng vào tay để chia sẻ cái bộ giảm sản nhanh nhất mà mình có thể là có được một cái bộ chất lượng, đó là bộ giải pháp về miễn dịch. Vậy thì hôm nay chúng ta nhắc tới đó là protein, đúng không ạ nha? Vậy thì đây là một loại protein gọi là on plant protein powder, được diễn xuất từ đầu nành đầu Hà Lan và nước Mỹ. Người ta biết chủ rằng ở trong cái loại đầu này có hàm lượng protein rất cao, vitamin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Và thông qua công trình nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học từ năm 1934, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cam kết rằng là thực phẩm không biến đổi gen, đúng không? Và chúng ta khi dùng một muỗng thì có hàm lượng nó khoảng 8 gram, một muỗng có hàm lượng 8 gram đạm. 8 gram đạm thì tương đương với khoảng gần 200 gram thịt bò, 150 gram thịt bò là một đậm đà nha. Vậy thì chúng ta có sẵn sàng để dùng cái protein này không ạ? Chắc chắn là có, đúng không ạ? Quan điểm là sử dụng và nghiệm cảm nhận rất là tốt ha. Rồi, thứ hai đó là gì ạ? Omega 3, chất béo á, omega 3 này, rõ ràng
Advanced Triple Omega 3 thì nó có triple có nghĩa là gấp 3 lần so với omega 3 thông thường. EPA hàm lượng EPA gấp 3 lần so với omega 3 thông thường. Cho nên cái tỷ lệ kháng viêm, cái tỷ lệ làm chống kiến tập tiểu cầu, chống cục máu đông nó cao gấp 3 lần thì omega 3 không dự ở bên ngoài. Đúng không? Sản phẩm. Nghĩa là cái ví dụ chẳng hạn đây, cái câu chuyện mà chúng ta chích ngừa đấy, cái câu chuyện mà chúng ta có nguy cơ, đều có nguy cơ là đông máu nội mạch lan tỏa đấy, thì bây giờ chúng ta biết làm cái gì? Bệnh viện thì không điều trị được rồi, đúng không ạ? Vậy thì việc chúng ta ở đây là đừng có đợi tới giai đoạn cuối rồi mới tới, đúng không ạ? Vậy thì đó là đang thời gian ủ bệnh đó. Đó là chúng ta đang ở thời gian ủ bệnh của cái bệnh đấy. Vậy thì nếu giả sử mình là người biết, mình biết dùng cái omega 3 này, mặc dù bây giờ mình dùng thấy gì hết, bởi vì trong thời gian ủ bệnh này nó không có điều chỉnh, cho nên là có nhiều người mà để ý người ta cảm nhận được, nhưng mà có nhiều người không để ý, không cảm nhận được. Tôi cũng thích cũng vậy, nó thật thì đó, họ biết rằng đó là mình đang giao tiền ở giai đoạn bệnh, đúng không? Và nếu như giả sử mình có một ngày một đến hai viên thì mình giảm được nguy cơ và cái bài chúng ta nghe nói là đông máu nội mạch lan tỏa hay là cục máu đông bên tai thì mình cũng tìm cơ tim vân vân đó. Ngoài ra nó có tính chất kháng viêm rất cao và tăng cường hệ miễn dịch, đúng không? Rồi trong cái có trong cái viên đông của ích này, ai đã từng dùng đông của ích, ở trong này ai đã từng dùng đông của ích cảm nhận ngay trong một tuần đầu tiên trong cái đông của ích này, giống như hồi nãy mình ở bên đó là ba ca với nó, thì bây giờ nó gọi gọn lại trong cái viên đông của ích này ba viên, đó là viên đầu tiên là vitamin, khoáng chất và dưỡng chất từ thực vật, 12 vitamin, 10 khoáng chất và 25 loại và dưỡng chất thực vật có trong 25 loại. Và cái này cô đặt ẩn trong cái viên nhờ công trình nghiên cứu 3 năm thử nghiệm đến 20.000 mẫu thử nghiệm để cho ra một cái viên này. Đấy là một cái viên gọi là dùng gọi là hạt sáng ấy, gọi là người mà có kiến thức bảo vệ sức khỏe tốt thì họ mới dùng cái này cảm nhận ha. Nghĩa có biết bao nhiêu người chia sẻ là họ dùng, họ cảm nhận rất là tốt về cái sản phẩm này ha. Thứ ba đó là vitamin C Esteem Relax, cái này là vitamin C mới, trong này nó có vitamin C và hồi nãy nó là axit citric lavonic được chiết xuất từ bột cam khô của trái cherry kèm với lại các dưỡng chất thực vật từ vỏ cùi của trái cam hay quýt tây chanh, nó tạo nên một cái viên gọi là đa công dụng. Trong đó này, thứ nhất đó là làm gì ạ? Chống lại gốc tự do, chống lại gốc tự do, chống oxy hóa, làm trẻ hóa, làm đẹp da, rồi là gì ạ? Tăng cường sức đề kháng của hệ miễn dịch, rồi gì nữa? Chứ là cả nhà nhớ mà ai nhớ được không? Vận hành mạch máu, đào thải độc tố, vân vân trong cái viên vitamin C này nha. À, thay vì hồi trước á, cái loại nó mới thì nó là cái thời gian bán chậm bán hủy hoặc là phóng thích chậm 8 tiếng hoặc là 8 giờ kéo dài đến 8 giờ, có nghĩa là một ngày chỉ cần uống một viên này 500 mg là được, rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà nghĩa thì vẫn cũng chưa hết cái vitamin cũ cho nên vẫn còn xa, một ngày thì 4-6 viên à. Hồi nãy mình còn nhắc tới đó probiotic, thì đây là một trong những cái loại probiotic nó có 6,2 tỷ lợi khuẩn, nó có năm chủng và có hai chủng quan trọng, hai cái quan trọng đó là probiotic và prebiotic. Nó là một dạng chất xơ để nuôi lại, gọi là một cái thức ăn để nuôi sống lại cái probiotic. Và cái gói probiotic này á thì nó là nó gọi là gì ạ? Đảm bảo được rằng là sau khi qua cái hàng rào của dạ dày thì không bị tiêu diệt, cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên khi đi vào ruột non thì nó vẫn còn ít nhất là trên 90% nha. Đó và ngoài ra nó có cái gì ạ? Cái viên Pico đen là lấy ăn thì trong cái hệ tiêu hóa của chúng ta là cái cơ quan nó nhiều enzyme nhất là gan, và cái gan của chúng ta là cái gan bị tổn, một trong những cơ quan bị tổn thương nhiều nhất khi mà độc tố vào cơ thể, thì việc đầu tiên đó là từ dạ dày thông qua ruột qua gan, và cái gan là một trong những cái người mẹ bị chịu tổn thương nhất trong cơ thể của chúng ta, nó cần được bảo vệ bởi axit citric flavonoid.
cái đó nó nằm trong cái viên gan này rất cao, bởi vì mình nghiên cứu rằng trong cái cây vỉ sữa hàm lượng rất cao thì nó nha. Đấy, chúng ta dùng một cái bộ dạng pháp này, một cái bộ dạng pháp này thì chúng ta gọi là gói tròn thiên nhiên đưa vào cơ thể chúng ta, nâng cao cái hệ miễn dịch của chúng ta rồi. Và lúc này chúng ta đã có một cái hệ miễn dịch rất tốt để bảo vệ cơ thể chúng ta, đúng không? Và đây là những cái đây đây hồi nãy bây giờ thì Nghĩa cũng nói về cái này, Nghĩa cũng nói khá rõ cái này ha. Đó bây giờ Nghĩa chia sẻ lại thuật lại thôi. Trong omega 3 này này, nó là một trong những thương hiệu bán chạy số 1 thế giới và tăng gấp 3 lần khả năng hấp thụ EPA và DHA so với thông thường. Nó được chứng nhận đó là thủy sản bền vững. Đây, thủy sản này thì được đánh bắt ở vùng Peru, Đại Tây Dương và Nam Mỹ. Ở bên ngoài các chị nếu mà sử dụng một sản phẩm tốt thì nên tìm hiểu rõ nguồn gốc truy xuất thì đó mới là sản phẩm chất lượng, đúng không ạ? Đây đúng với 12 vitamin, 10 khoáng chất và dưỡng chất thực vật từ 22 loại trái cây rau củ, có đúng bạn nha. Ở trong này có một cái công nghệ từ một cái sản phẩm từ thực phẩm đó là đầu Bavarian, đúng không ạ? À, công nghệ độc quyền vitamin C Esten này đấy. Đấy. Hết chưa chưa? Hết chưa chưa? Đâu? Rồi, ok. Đây là Pro Hãy Probiotic. Probiotic đây. Đã xem nhá. Ở đây nghĩa nói là sự khác biệt giữa Probiotic ở bên ngoài là hỗn hợp độc quyền của năm chủng hợp. Độc quyền thì không có cái, không có một công ty nào có thể là theo được và độc quyền độc nhất vô nhị mà. Năm chục lời khoản ở bên ngoài chỉ có khoảng 30 lời khoản thôi, trong này có 50 lời khoản và cung cấp 6,3 tỷ lời khoản sống nha. Lời khoản kế cơ thì không tính nha, mà đây là cung cấp 6,3 tỷ lời khoản sống và chứa chất xơ prebiotic tạo ra một môi trường thuận lợi và nuôi lại 6,3 chục lời khoản này. Ở bên ngoài có cái công nghệ nào được như vậy không ạ? Đảm bảo là không bao giờ có, đúng không ạ? Và có những trường hợp để có những trường hợp là đi tiêu chảy, phải đi tiêu chảy trong máu luôn mà điều trị ở bệnh viện nhi đồng mà bé mới khoảng dưới 1 tháng. Thế thì điều trị đến đấy là kháng sinh rồi bua rồi xuôi hết, đã lên nhi đồng mà nằm viện đến đó là phải kháng sinh rồi. Các anh chị biết mất bao lâu mà 1 tháng rồi mà vẫn không hết. Thế là về bữa hôm đó là Nghĩa đưa cho cái gói này. Và lúc đầu thì Nghĩa cũng sợ, Nghĩa nói cho uống được gói thôi, được gói buổi sáng, được gói buổi chiều, nhưng mà uống xong 2 ngày sau vẫn quay lại không hết. Thế thì Nghĩa nói bây giờ uống cả gói thì uống 1 gói buổi sáng, là uống 1 gói buổi sáng ngày hôm sau ấy. Cả nhà biết vì sao ạ? Tại vì cái trong này nếu mình chia nửa gói ấy, thì cả nhà nó phân bổ không có đều, cái lợi khuẩn trong này nó phân bổ không có đều. À cho nên cái gì của Nutrilite thì nên xài là xài bột chứ đừng có xài nhựa, đúng không ạ? Phân bổ đều thì cho nên nó mới có hiệu quả. Đó là suy luận của mình thôi, nhưng mà nó là có cái cuối cùng đó là kết quả. Và bây giờ người này thì là một khách hàng 3 năm tin tưởng hoàn toàn cái gì của họ và ghi ghi trên như vậy. Cái này thì nghĩa nó nhỏ thôi, nhưng mà ra ngoài công ty đến cho họ, cho nên cái công ty khuyên rằng là nghiên cứu nào gọi là từ chứng hay cái đối chứng ấy. Tức là họ nói vì sao lại từ 3 tuổi trở lên mới trung được, là bởi vì người đang nghiên cứu từ độ tuổi 3 tuổi đến già. Vậy thì 3 tuổi cũng có hệ cơ quan, cũng có hệ tiêu hóa giống con người giống nhau ấy mà, đúng là cấu tạo giống nhau ấy mà. Nhưng mà ở cái nhóm chứng, cái nhân chứng, cái nhóm nhân chứng để mà nghiên cứu là phải cái độ tuổi đó. Nutrilite thì không bao giờ nói thêm, không bao giờ nói về như thế nào như vậy. Nhưng mà đây mình có thể hiểu rằng cơ thể con người đều cấu tạo giống nhau thôi, là thể nó giống nhất, vậy thì nó có nhu cầu giống nhau, có nhu cầu giống nhau nên có chung, đúng không ạ? Được được, vậy thì là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì không còn là thực phẩm, khi nào thuốc mới sợ, khi nào phải chống trị đình thì mới sợ. Còn lời khuyên á, cái lời khuyên có nghĩa là cái này là bắt buộc ghi trên tất cả các cái sản phẩm thì đều phải ghi, đó là nếu cần thông tin thì hỏi ý kiến của bác sĩ, không phải là bắt chống trị đình nha. Hai cái từ nó khác nhau, trong thuốc và chống trị đình, nhưng mà trong thực phẩm thì là hỏi ý kiến, đúng không ạ? Vậy thì ý kiến thế đây đó, ý kiến là vậy đó, đúng không? Rồi
Đấy, biodiesel đem đi là đấy là một trong những cái sản phẩm sản xuất từ cái cây này, cái bộ công an, cái xưởng đó, với cái hành trình nghiên cứu cực kỳ, đó là nó có này hỗ trợ điều hòa gốc tự do, có là chống lại cả gốc tự do trong cơ thể nha, cái này đó cực kỳ tuyệt vời rồi. Và cuối cùng thì đây là cuối cùng tôi sắp nha, tôi đang học rồi này, và đây là cái bộ dạng chứng thực cho cái năng lượng slide đó, anh chị mà tham khảo nên là mới tham khảo thì đây tôi tặng đây, và trong này một cái lon nước thì kém, nhưng mà hôm nay là nước cái lon thỏ, nhưng mà bây giờ là được cái lon không để cho nên là nước là chúng ta có thể về trải nghiệm. Hiện nay thì bây giờ đã có một chính sách mà nếu như mà sử dụng mua cái bộ sản phẩm này thì được trải nghiệm cái lon XS này nhập từ Hàn Quốc, hoặc là một thùng là 24 lon là 900 ngàn, và ai mà trải nghiệm một lần rồi thì chắc chắn những lần sau là muốn tiếp tục muốn uống và dùng cái nước này, là gọi là nếu dạ có thể là dùng suốt đời, đúng không ạ? Thì bây giờ đấy là cơ hội của chúng ta tham khảo và hãy hỏi người nào mà dẫn mình tới đây á, để chúng ta hướng dẫn để có được sự dùng cái bộ dạng cho sức khỏe của mình. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp.